Chào đón quý vị khán giả đến với vòng khởi động của Sao Hay Chữ. Và vòng này chúng ta có tất cả là 3 câu ca dao. Để coi các bạn có đoán ra được những câu này là câu gì hay không nha. Câu số 1, mời ô chữ. Rồi, đây, wow, hai câu lục bát, đúng không? Lục giờ bát. Muốn mua ô nào trước nè? Ở bên đây hả? Em mua A1. A1. B1, với đầu giữa giữa đi. B5 đi. B5 đi. A1, B1, B5. Rồi, đội bên đây, mình muốn mua ô nào? Mình mua A2 cái đi, mua mình cái mua A2 đi. Bên kia biết liền. Mình mua một cái thôi. Thôi trời ơi, gì mà tiết kiệm vậy? Để dành tiền anh. Gieo vần nè. B6. Rồi A2 với B6 đi. Thêm ô nữa đi. Ôi, hai ô được rồi. Trời ơi, gia đình Hà Tuyển trời ơi, xem Hà Tuyển hai được rồi. Người nắm chắc quyền rồi. Người ta có quyền mà. Đây, câu ca dao khuyên nhớ ơn những người đã giúp đỡ ta. Mở ô chữ. Đánh. Đó, hay quá Ly ơi. Ly trước. Hay quá. Trước hồi nào mà trước? Dạ, vừa cầm là cái bàn kìa. Bên đây là cái tay, nó hất vô đây đung đưa. Đâu có cái này nè, để cái này men nè. Không, em ơi, người ta nghe cái tiếng camera ở đây, người ta nhìn thấy cái tiếng... thấy rõ ràng mà. Trời. Em thấy rõ ràng đứng bên này, tại cái góc của anh Nghĩa không có thấy. Em thấy là Ly vừa cầm cái đèn này, nó men quá. Cái nhà này vừa hạt nhưng mà vừa ăn gian. Thuận, anh ăn gian chi vậy cho? Anh đâu ăn gian đâu, anh thấy rõ ràng em mới vậy mà. Anh nói sai rồi, em chưa có cầm được cái dùi nữa. Anh thấy em cầm cái dùi, tại em cầm trong vô thức, em không có biết á. Trời đất ơi. Em cầm, em làm nè. Ở đâu ra Thuận? Ơi, em dễ cầm, cầm anh, vậy luôn. Anh ơi, nhà có con nít, anh ơi làm gương cho em út anh ơi. Trời, con nít mà. Dạ. Em nhỏ tuổi nhất ở đây. Theo cái dùi lên về chỗ. Em buồn đây, quá thiệt mời luôn. Mời quý vị khán giả xem là cái giây phút ảo diệu vừa rồi. Rõ ràng mình dụng bánh trước đó, chạy lên trước. Nhưng nó nghe, chưa chắc gì người ta đánh chiên trước mà người ta trả lời đúng. Đúng rồi. Mời Dũng đọc đi. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. Đó, đúng rồi đó. Chốt không? Chốt. Bắt tay cái đi. Cái vấn đề là B2 đó. Ăn cái gì? Trời ơi. Ăn khoai. Phải ăn khoai không? Khoai, tại vì khoai trồng bằng cái dây ở dưới đất. Mình ăn cục khoai, mình ăn củ khoai, mình phải nhớ cái đúng người rồi. Vô mình cái dây khoai mình đúng trồng rồi, đúng mình rồi, mới đúng có rồi, khoai đúng mình rồi, ăn. Đúng rồi. Cái dây bí nó cũng có dây, cũng có dây nữa, nhưng mà thật ra thì nó không có vô dần cái vô này dần. Cái bầu nó cũng có dây vậy. Đã, không thử đọc coi nè. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn bầu nhớ kẻ cho dây mà trồng. Không được, nó kỳ nó, lắm. Cái chữ bầu nó cứng cứng, hiểu không? Ừ. Hoặc là ăn bầu, bí. Nó cứng. Cái là cứng bầu á. Là nó mới vô. Vô. Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. Đây là đáp án. Ê, quýnh cái tôi phán sai nghe. Lẽ ra nói chính xác rồi đó. Nhưng mà bởi vì cầm cái dùi quơ tôi ghét, bên kia chuẩn bị nha. Bên kia chuẩn bị cầm lên đánh chiên liền nha. Đây là đáp án. Exactly. Đúng. Yeah. Mình là thấy đúng rồi. Ăn quả như kẻ trồng cây, ăn khoai như kẻ cho dây mà trồng. Phương trình phân tích rất hợp lý. 10 triệu dành cho đội mình. Hay. Yeah. Cảm ơn bé Trinh. Tiếp theo câu số 2, mời ô chữ. Rồi. Giờ nhà mình mua nè. Mua nào? Giờ mình mua... Mua A1 đi. A1. A1. B2. B6. Được. A1, A1, B2, B6. Ok. Bên đây. Giờ ta mua tới 3 ô rồi đó. Mình mua lại 2 ô thôi. Mình mua 2 ô cho bé Trinh, 2 ô đi, 2 ô thử giờ có đi. Gì tí mình bí cho mình thêm. Mình bí cho mình thêm. B2, B6. Tăng, tăng, tăng. A3 thử đi. A3. B2, B6 phải không? Mình B1 đi. B1 đi. B1 hả? Dạ. A3. Dạ, A3 với... A3, B1. A3, B1. Rồi, ok đó nha. Câu ca dao biểu đạt tình yêu sâu đậm. Ví với màu sắc một loại trang phục. Mở ô chữ. Ủa sao Mai chạy lên hết vậy? Cái này chắc áo anh nè. Hay áo em. Cho duyên tình. Cho em mua ô. Ô này nè anh, tại vì cái câu này em cũng có mãi mãi, có mãi mãi. Nhưng mà em không biết cái từ đó chính xác như không. Theo ý em B4 đi nha. B4 nha, B4. Cho em mua B4. B4. Mở ô chữ. Sao? Có ai đoán ra gì chưa? Nè, ở đây có gợi ý đây nè. Màu sắc của một loại trang phục.
màu sắc của một loại trang phục. Thì A1 là cái từ áo, thì A2 nó phải là một cái từ gì? Nó phải là từ màu. Đúng. Nó phải đúng là rồi, màu. Nó phải là áo. Câu này khó ta. Áo ai sức gì? Em ra chưa? Em ra chưa? Bây giờ mình có thể mình bỏ tiền ra mua nữa được không? Được. Chỉ cho mua ba ô thôi à hả? Bây giờ gì? Đây là cái lượt đầu tiên. Nếu như cả hai đội không ai có đáp án, anh sẽ mở ra một lượt mua bán thứ hai. Mình mua bên đó. Mua thêm ô đi. Em mua trước nè. Vậy mua A6 đi. Nãy bên kia trước rồi giờ tới phiên mình trước. Ủa bên kia có chữ tại vì A2 á, bên cái kia từ đó. Đầu là sắc rồi thì từ thứ hai phải là sắc không. Sắc không. Sắc không không sắc. Tại vì bầu ơi nè, bầu ơi thương lấy bí cùng nè, thấy không? Ăn là sắc không. Chị muốn một ô, em muốn ô, chơi không? Về chơi không? Chị nghĩ á, cái A2 một là nâu, hai là xanh. Chỉ có hai cái màu đó thôi thì nó mới vô. Em câu này em có từng coi nhưng một cái mà cái show, từ áo em... nâu á là hay diễn tả cho những cái tình yêu mà đơn sơ mộc mạc. Anh thì anh lại nghĩ khác, ở trong mà cái dân ca Bắc Ninh á, người ta hay mặc cái áo mà áo dài mà màu đen. Màu đen thì không có ai mà làm áo đen đâu anh ơi. Áo đen tại vì á hai màu xanh trai, áo con xanh. Trai với con gái mà áo nói xanh, chuyện áo với áo nhau nâu. Xong rồi cái như là hò đối với nhau á thì thường là mặc áo đen. Ừ. À, mặc áo đen thì bây giờ nè, mua là mua những cái từ còn lại đi. Ừ. À, anh Nghĩa ở bên em mua trước nè. Rồi mua đi. Em mua B3 với A2. B3 A2. Ủa 2 ô thôi hả? Dạ. Rồi. Bên đây mua ô nào? Ừ đúng rồi, chữ A4. A4 em mua ô thôi. À mua một ô. Trời ơi. Mua ô thôi anh. Tại vì nãy cái đầu tiên em mua nhiều hơn rồi. Rồi. A4 đúng không? Mở ô chữ. Đen. Đen, đen. Gọi đi, gọi đi, gọi đi, gọi đi. Kali để đánh trước. Áo đen ai nhuộm cho mình, cho duyên mình đậm, cho tình mình vui. Ừ, cho tình. Cho tình thêm xanh, cho tình cái gì thêm yêu xanh. Ờ, cho tình biết yêu hả? Cho tình biết yêu hả? Ê, áo đen ai nhuộm cho mình, cho duyên mình đậm, cho tình thêm xanh. Trời ơi, cho tình thêm xanh đâu. À rồi. Rồi chốt. Cho tình thêm xanh. Không có cho tình thêm xanh. Rồi nói luôn, đây là câu trả lời sai. Cuối cùng nè, cho duyên mình đậm, sai cho rồi, tình sai rồi, đậm. Sai rồi. Thôi để thôi mình trả lời lại anh. Bé Trinh, tới em. Không? Dạ, gõ chuông đi anh. Gõ. 1 triệu. Áo đen ai nhuộm tình mình là một cái câu giống như là thả thính với nhau đó. Áo đen ai nhuộm tình mình, cho duyên mình đậm, cho tình thêm thương. Chốt chưa? Chốt. Đây là đáp án sai. Vô, gõ chuông, gõ chuông. Yeah. 1 triệu. Sau một hồi nghiên cứu thì em thiết nghĩ cái B7 á, nó phải là tại vì ở đây nó có chữ ai, nó có dần ai thì đi xuống dưới nó cũng phải có một cái ai nữa à. Đúng không? Áo đen ai nhuộm cho mình, cho duyên mình đậm, cho tình anh thương. Chốt anh thương là đúng đó. Em hồi ở gõ chuông bị tốn tiền nữa không? Gõ đâu, rồi đó, em chốt rồi đó. Chốt phải không? Dạ em chốt. Đây là đáp án chính xác. Trời ơi, đó, có thương rồi xanh rồi, trời ơi. Hay không Dũng? Nó chỉ cần sai một chữ thôi là nó sai hết. Nó khăng khăng đòi nhuộm tình mình. Tại vì cái mối tình mình phải nhuộm thì càng ngày nó mới càng coi như là nó mới ra một cái màu. Hiểu không? Nó nảy nở. Thôi đi về. 10 triệu dành cho đội bên đây. Yeah. Có những gì bản như sau: răng đen ai nhuộm cho mình. Năm thay vì áo đen thì cũng có những gì bản là răng đen ai nhuộm, để duyên mình đẹp, để tình anh say, hoặc là cho duyên mình thắm, cho tình mình say. Đó là những cái gì bản của câu ca dao này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 3. Mời ô chữ. Giờ nhà mình muốn mua ô nào? A1. A1, A3, B2. A1, A3, B2. Ok, rồi. Bên đây A1, A3, bên đây B2. Sẽ là A4. 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 Photocopy hả? B7. B1. A4, B1. A4, B1. Chữ cuối đi chị, chữ cuối đi. A4, B1. Đủ rồi. Hai ô thôi hả? Mới thắng xong tiền quá trời tiền mà mua thêm cái B8 đi. Rồi mua cái B8 đi. Mình phóng khoáng chút đi. Phóng khoáng xíu đi. Phóng khoáng chút đi mình. Mới có tiền xong mới được 10 triệu. Rồi B8. Vừa keo mà vừa ăn gian nữa. A1. B1. A mình làm A4, B1. A4, B8. B8. Đúng rồi. Gợi ý. Đây là hai câu thơ quen thuộc trong bài thơ Chiều của Xuân Diệu. Trời ơi. Mở ô chữ. Dễ lắm. Hôm qua trời. Rồi, đánh anh nào.
Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn. À, đúng rồi đó. Ủa Dũng, sao người ta nói xong rồi cái đúng rồi đó là sao? Tại vì đọc xong mới thấy nó đúng. Nó nghe nè, ủa mình đóng vai trò gì? Mình đóng vai trò gì trong cái đoạn này vậy Dũng? Mình đóng vai trò là gõ chiên. Anh Dũng rất là nhanh. Anh Dũng ơi, lên đi. Anh Dũng, nãy giờ nói thiệt nha, anh Dũng là chỉ có một cái nhiệm vụ là gõ chuông, gõ chiên thôi à. Gõ chiên xuất sắc. Vấn đề bé Trinh nó hối thúc quá. Cái giọng nó giống như là trống dục mà đi ra trận vậy đó. Anh Dũng ơi, trời ơi, tôi chưa kịp định hồn là cái này là cái gì luôn á. Đánh hoài tính tiền nha. Không có, xin lỗi. Một cái là chuyện chịu cho em. Không chịu được, giỡn thôi, giỡn đây mà. Mà đúng không Nghĩa? Không biết, đọc lại lần nữa rồi chốt đi. Hôm nay trời nhẹ lên cao. Lên cao. Tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn. Chốt không? Chốt đi. Cái từ B4 á, nó là một cái từ mà sẽ rất là dễ có cái sự mà khác biệt đó. Đúng không? Không hiểu hoặc là không biết. Em nghĩ là hiểu, tại vì tôi buồn không biết nó hơi bị nặng nặng. Cũng có nhiều người tập vậy đó nha, nhưng mà không biết cái đáp án chương trình là nó vô cái từ nào thôi. Để coi. Hiểu. Chú ý, đây là đáp án. Từ từ Nghĩa, hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Nó dễ chịu hơn. Nó dần. Lẽ ra Dũng nên đọc là mất tiền không hiểu gì sao. Đây là đáp án. Đúng. Không sai. Không sai. Ủa gì Ly? Em tính lên làm gì Ly? em không phải anh, em bị liệu á. Nè, gõ đầu anh nè, Tự nhiên em đang me anh chỉ cần anh Nghĩa nói sai một cái là chết cơ hội không, nhưng mà em rất là tò mò không hiểu là cái câu mà chị nghĩ trong đầu đúng là cái gì, chị đọc em nghe được không? Chị nghĩ là câu em đúng rồi, nhưng mà nó chỉ có giao biết với chữ hiểu thôi. Chữ hiểu thôi. Nếu mà chữ hiểu sai thì chắc chắn nó sẽ là chữ biết. 10 triệu cho đội. Phải là quê một cục rồi, em quê hai cục á, thấy không? Mỗi người một cục nè. Trời ơi, thôi chơi mà đừng quạo. Để coi kết thúc vòng 1 với 3 câu ca dao thì số tiền thưởng hiện nay hai đội là bao nhiêu nha. Tuổi Thanh Xuân 32 triệu. Yeah. 32 triệu cộng mặt trời ngược lại, hai số 32 lật ngược lại là 23 triệu. Và bây giờ chúng ta sẽ bước đến vòng 2 của Sao Hay Chữ. Vòng 2 có tên là ô chữ độc quyền.